Hello, cơm bao à. Xin chào mọi người nha. Không biết mọi người giờ này đã ăn cơm chưa? Bây giờ là 8 giờ hơn rồi đúng không? Thì dạo gần đây mình có hơi buồn một chút bởi vì là mình thấy rất là nhiều thông tin là các bạn Việt Nam cũng như là các bạn nước khác đã bỏ Nhật và về nước. Đây cũng là một thông tin vừa buồn vừa vui. Buồn bởi vì là Nhật sẽ dần dần số người Việt Nam sẽ giảm đi. Vui bởi vì là kéo theo đấy là ví dụ như là cái tỷ lệ tội phạm nó sẽ giảm, cộng một cái tích cực hơn nữa đó là Việt Nam mình cũng đã phát triển và chúng ta cũng không cần phải đi nước ngoài để làm kinh tế đúng không? Thì những cái người mà còn lại ở Nhật ấy thì đa số là những người ví dụ như là chúng ta vẫn còn khó khăn về kinh tế, vẫn còn ở bên Nhật và cũng chưa biết là làm ăn gì ở Việt Nam ấy, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nên là chúng ta vẫn ở bên Nhật. Hoặc là như mình chẳng hạn thì là mình thứ nhất là cũng về kinh tế, tại vì ai đi làm thì cũng cần tiền thôi. Và cái thứ hai nữa là mình thích cái cuộc sống bên Nhật. Đấy. Thì ở một mình cảm giác nó rất là bình yên. Mình thì là một người không có thích ồn ào hay là tụ tập này kia, mình tự nhiên cái cuộc sống của mình nó rất là bình yên, nó rất là nhẹ nhàng và mình cũng không thích ồn ào to tiếng. Hoặc là đi du lịch cái gì thì mình cũng chỉ chọn những cái nơi mà nó rất là dư cà thôi. Cho nên là mình chọn ở Nhật. Một phần cũng không hẳn là vì tiền đâu mọi người ạ. Nếu như mà về Việt Nam thì thực chất là để mà làm kinh tế thì cũng không hẳn là không có, cũng không thể làm kinh tế. Tuy nhiên là mỗi người có một cái cách sống, một cách nhìn nhận về cuộc sống và một cách cảm nhận về cuộc sống khác nhau đúng không các bạn? Ví dụ như là mình thì mình chỉ cần một cuộc sống là nó miễn sao là cảm bản thân mình nó cảm thấy là bình yên hạnh phúc và mọi người gia đình của mình cảm thấy đủ no hạnh phúc là được. Mình chưa nghĩ đến cái chuyện cao siêu, đến cái chuyện là phải gọi là xây dựng gọi là đế này kia, mình chưa nghĩ đến chuyện đấy. Và trong cái khả năng của mình à, nếu như mình có thể giúp đỡ ai thì đấy cũng là cái niềm vui của mình đấy. Thì hôm nay thực chất là có một chút thời gian cho nên là mình tranh thủ là ngồi nói chuyện và chia sẻ về những cái gì mà mình đã từng trải qua ở bên Nhật các bạn ạ. Thì mình sang Nhật cũng đã được gần 11 năm rồi. Đấy, thì mình cũng như là các bạn khác thôi, cũng đi du học sang và cũng đi làm Aruba trợ, đi làm thêm ngắn giờ đó. Thì cuộc sống của mình nó còn khó khăn hơn rất là nhiều những bạn mà hiện tại chúng ta đang ở bên Nhật. Các bạn thì vẫn còn rất là trẻ ạ, vẫn còn rất là gọi là sành điệu và chúng ta còn rất là nhiều cái gọi là tuổi trẻ mà nó cái ham chơi. Đấy. Và nhiều bạn gia đình rất là có kinh tế, như mình thì gia đình mình cũng là gia đình gọi là kinh doanh nhỏ lẻ thôi, cho nên là lúc nào trong 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 cái tâm trí của mình cũng là gọi là không thể nghèo được. Đấy, mình thì chưa giàu, chưa có gọi là đại gia gì cả, nhưng mà cũng không, bây giờ thì cũng không, chắc là cũng thoát nghèo rồi. Đấy, thì trước đây 11 năm khi mà mình bước chân sang Nhật thì mình cũng đã, thực ra cái câu chuyện này mình kể với rất là nhiều người rồi, mình cảm thấy nó rất là thú vị bởi vì từ những cái suy nghĩ nhỏ của mình đấy thì là mình đã, cái suy nghĩ của mình nó đã trưởng thành và nó sẽ trầm hơn theo thời gian ấy. Đấy, thì trước đây 11 năm khi mà mình sang Nhật thì cái tuổi đấy năm tuổi mình mới có 18 tuổi thôi và cũng mới trải qua gọi là một mối tình, gọi là thôi cứ gọi là tình đầu đi. Tình nào thì cũng sẽ là tình đầu khi mà nó cũ, mình cứ coi như thế đi. Đấy, thì bước chân sang Nhật thì lúc đấy trong tâm thế gọi là em vẫn còn rất là ngây thơ, em chưa ra đời bao giờ. Ở nhà thì cứ nghĩ là mình rất là giỏi giang, mình nấu được cơm cho mẹ ăn này, rồi mình đi ra chợ mình dọn hàng bán hàng để cho mẹ, mình cảm thấy là mình cũng đã trải đời rồi đây, mình đã có thể kiếm tiền được các thứ. Nếu như mình được đi kiếm tiền có lẽ mình sẽ làm được, nhưng mà không các bạn ạ. Khi sang Nhật thì bước sang một cái đất nước hoàn toàn mới, tiếng Nhật thì không biết, mình chỉ biết có xin lỗi và cảm ơn thôi. Và lúc đấy cần cảm giác như là mình còn bị tự ti ấy, ngại và không dám nói tiếng Nhật. Nihongo hanase nakatta. Nihongo hanasu yukimo nai. Đấy. Thì khi mình bước chân sang Nhật, cái chuyện đầu tiên mình gặp nó là cái chuyện động đất mọi người ạ. Thì bản thân từ bé đã là một người rất là sợ ma rồi, rất là sợ ma obake kowai. Đấy, cho nên là cái khi mà mình có Jishin ấy, cái khi mà có động đất ấy, thì mình đang nằm ở trên giường tự nhiên động đất đến, mình tự nhiên thấy thấy cái rung 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 và mình cứ tưởng đấy là kiểu dạng như là ma rung giường.
Thế là cả đêm hôm đấy mình không có dám, mình không dám đi vệ sinh luôn mọi người ạ. Cùng chăn kín đầu vào ngủ. May mà lúc đấy là mùa đông, nếu mà là mùa hè thì chắc là chết ngót vì nóng mất thôi. Đấy thì lúc mình sang Nhật thì mình có ở tại một cái ký túc của trường ký của mình. Nó rất là cũ mọi người ạ, rất là nhiều gián. Cái đấy không phải do mình ở nó nhiều gián mà nó có nhiều gián trước rồi. Và xung quanh thì nó cũng có dân cư đấy, cũng ok đấy. Nhưng mà cảm giác buổi tối bên Nhật như mọi người thấy đấy, nếu như mà là một cái vùng mình ở cũng không phải là quê nhưng mà nó cũng rất là yên tĩnh, nó yên tĩnh đến mức mà mình rất là sợ ấy. Bởi vì ở bên Việt Nam thì cái lúc mà mình sang Nhật đến là lúc mình 18 tuổi, trước đó thì mình tối đi ăn trà sữa, đi chơi bạn bè đường xá rất là đông vui. Ở chỗ mình thì nó cũng không phải là quá thành phố, thì mình chỉ ở thành phố Bắc Ninh ấy, nhưng mà nó cũng, lúc đấy nó cũng chưa phải là quá là thành phố, nhưng mình vẫn được đi ăn uống mọi người buổi tối, nó cũng chưa để yên tĩnh đến mức độ như bên Nhật. Bên Nhật rất là yên tĩnh, cảm giác mình rất là sợ đấy. Và mình có mang, thực ra cái câu chuyện này rất là tế nhị, là mình mang rất là nhiều đồ lót sang, tại vì là lúc mới sang mà mình có thể mang được những cái gì sang để gọi là giảm tối thiểu cái mức chi phí ở bên Nhật mình tiết kiệm ấy, thì mình sẽ mang. Thì mình cảm giác như là mình giặt quần áo xong và cái đồ lót của mình nó cứ hơi rưỡi, nó cứ bị giảm theo năm tháng. Thì mình cũng có hỏi mọi người cùng nhà với mình là ủa trong đồ lót mà lại nó cứ bị giảm đi ấy, thì mới biết ra là à, lúc đấy mình biết là à, một đất nước Nhật xinh đẹp cũng có rất là nhiều nguyên cái mà mình đã bị ăn cắp đồ lót. Mà lúc đấy mình trẻ con chứ, mình mới có 18 thôi, đồ lót của mình nó không phải là như mấy chị ở taxi đấy kia để mà nó phải quyến rũ bọn đó cả, nhưng mà mình đã bị mất mọi người ạ. À. Đấy, và cái nhà nó cùng một tòa nhà thôi, mình gặp rất là nhiều biến cố, kể ra nó rất là sợ, bởi vì là cảm giác như là mình gặp ma ấy, bản thân mình cũng là người sợ ma ấy. Nên là nhiều câu chuyện mình cũng ngại không muốn kể. Tuy nhiên là nó rất là đáng sợ và mình cũng đã chuyển nhà rất là nhiều lần. Và cái cách giải pháp cuối cùng của mình là mình không ở với tòa nữa và mình chuyển ra ở ngoài bạn bè. Đấy. Thì đây là cái câu chuyện mà nó rất là bình thường, chắc là các bạn ở Nhật cũng đã trải qua rồi. Tuy nhiên là mình sẽ nói về ước mơ của mình nhé. Tại sao mình đi Nhật hay là như thế nào đấy, đúng không các bạn? Thì nó rất là buồn cười thôi. Mình thì học xong cấp 3 và chị của mình ấy, chị họ của mình rất là ngưỡng mộ chị đấy. Thì chị đấy được đi học bổng theo nhà nước và rất là giỏi, chị ấy giỏi vô cùng luôn. Và hiện tại chị đã có bằng tiến sĩ và đang làm ở trường Đại học Hà Nội. Mình rất là ngưỡng mộ người đó và mình luôn luôn là học cách nói chuyện cũng như là học những cách ứng xử của người, những cái người mà người ta đã thành công rồi ấy, người ta ăn nói rất là nhẹ nhàng, lịch sự đấy và rất là duyên dáng. Bao nhiêu tuổi chăng nữa mình cảm giác là người ta vẫn cái cách nói chuyện như vậy rất là duyên dáng, và mình có ước mơ mình cũng muốn là được như chị đấy. Thì lúc học xong thì mình cũng định là đi đại học này kia, nhưng mà mẹ mình thì cũng hướng luôn cho mình đi Nhật, lý do rất đơn giản là mẹ hướng đi Nhật và mình đi thôi. Lúc mình đi thì man rất là cao, còn hiện tại thì man rất là thấp, nó thấp mất gọi là 10 giá mất rồi mọi người ạ. Đấy nên là lỗ rất là nhiều, nên là đi Nhật đúng đúng là gọi là vì đam mê đó. Thì sang Nhật một năm trời mình không có xin được việc, mình không có đi làm được, tại vì thứ nhất là không biết tiếng, thứ hai nữa là cũng có người thân đấy, nhưng mà cũng không phải người thân, người ta cũng phải lo cuộc sống cho người ta mà, không phải là ai cũng có thể giúp đỡ mình. Thì như vậy nên là mình đã phải tự bươn chải, và mình cũng đã không phải là nhờ những cái người thân thích hay là trong họ hàng của mình, mà mình cũng học tiếng, mình cũng trau dồi kiến thức nhờ học tiếng, và mình nhờ những người bạn bè mà mình quen biết ở bên Nhật, và những người đấy cũng không phải là thân quá mà nó cũng gần như là xa lạ mà vô tình trở thành người thân đó. Thì công việc đầu tiên của mình đi làm đó là mình đi làm bánh mì mọi người ạ. À. Trời ơi, một đứa đứa bé, lúc đấy mình cảm giác mình vẫn là một đứa bé, một cô gái mà mới có 18 tuổi, sợ ma, nhưng mà mình bước chân ra ngoài đời. Và buổi tối mình đi làm, buổi đầu tiên mình đi làm nó là làm ở bánh mì đấy. Và tức là trời mưa, lúc đó mấy hôm đi làm thì không sao, nhưng lúc về trời mưa, cầm cái ô và trời nó lạnh, và lúc đấy mình cảm giác là ôi mình vẫn bị ướt ấy. Mình cảm giác là tại sao mình lại phải trải qua những chuyện này, mình cảm thấy tự nhiên vậy thì tổn thương ngang, thì tủi thân ngang. Và đi qua những cái quán ăn những thứ thì mình cảm thấy mình thấy một người itadakimasu, lúc đấy thì chưa biết là mọi người nói itadakimasu, vẫn thấy là mọi người vui vẻ nói cười và làm trong quán ăn mặc đồ rất là dễ thương. Thế tự nhiên mình nghĩ bảo ủa mình cũng muốn được làm ở trong cái vị trí đó để được gọi là nói chuyện, để được gọi là nói thật nhiều tiếng Nhật.
là từ hôm đấy về là mình đã quyết tâm ngày nào mình cũng gọi điện mọi người ạ, gọi điện đến các quán. Mình có nghe một người em họ của mình nói rằng là chị cứ thấy những chỗ nào mà có chữ bồ siêu đấy và bạn ấy chỉ cho mình cả chữ Hán nữa thì chị hãy gọi điện đến hoặc là vào hỏi ứng tuyển. Thì là mình cũng quyết tâm là cứ có chỗ nào chữ bồ siêu là mình gọi điện đến. Thực ra gọi điện biết là người ta sẽ không nhận mình bởi vì lúc đấy mình không biết tiếng ấy. Nhưng mà tại sao mình lại muốn gọi, bởi vì là xung quanh mình thì người Nhật họ rất là yên, họ rất là một cái gì đó rất là kín đáo ấy. Mình rất là khó để bắt chuyện với ai cả, nên là cách duy nhất đó là mình gọi điện đến để được nghe giọng cái người Nhật khi mà người ta nói chuyện điện thoại, thì cái cách người ta nói chuyện như thế nào, cách người ta trả lời mình như thế nào, mình muốn được phản xạ tiếng Nhật đó. Đấy thì mình gọi liên hồi, mình gọi xong liên suốt một tháng, rất là thỉnh thoảng mình gọi, thỉnh thoảng mình gọi mà chẳng có chỗ nào nó nhận mình cả, mình vô cùng buồn. Và sau đó và gần nhà mình thì có một quán thì nó có chữ bồ siêu mọi người, nhưng mà lúc đấy thì bây giờ mình mới nhìn lại thì mình thấy là mình sai. Cái bên cạnh cái quán đó là cái quán trà đó, trà và quán ăn nhỏ nhỏ ấy, cái người già người ta đang làm trong đó đấy, còn bên cạnh là nó ghi chữ new kiều bồ siêu, tức là tuyển người vào ở ấy. Thế nhưng mà mình thì không để ý chữ new kiều bởi vì lúc đấy mình không biết tiếng Hán, không biết chữ Hán, mình chỉ để ý chăm chăm vào chữ bồ siêu và nó cạnh cái quán đó. Thế là mình đã phi vào quán đó và hỏi, thì mình cứ nghĩ là tại vì là bên Nhật ấy, thế cho nên là chắc là những cái quán mà của người già thì cũng sẽ dễ xin việc, gọi là dọn dẹp hay là rửa bát, kể cả làm bất cứ việc gì mình cũng có thể làm bởi vì lúc đấy mình rất là ham đi làm, mình chưa có việc. Đấy, và mình có phi vào cái quán đó và mình hỏi cái ông già già đó, mình mới bảo là mình mới dùng Google dịch, mình mới dịch ra là tôi muốn đi làm, ông có thể cho tôi làm việc được không? Thì ông mới hỏi mình là mình ở đâu. Rồi ông hỏi rất là nhiều, vậy mình không hiểu tiếng Nhật thì mình có đưa cho ông điện thoại và mình có bật cái phần nói lên ấy, thì là ông ấy có nói vào đấy hoặc là ông có viết vào đấy thì ông dịch là ông hỏi mình ở đâu và thông tin như thế nào, thì mình cũng nói là nhà mình ở gần đây và mình cũng muốn đi làm. Và mình còn dịch ra đó là mình còn phiên dịch ra ấy là tôi có thể rửa bát này, dọn dẹp này, bất kể công việc dọn dẹp nào cũng được. Và mình cho ông ấy xem để ông ấy gọi nhận mình. Lúc đấy mình cảm thấy là khi mà mình đã ra cái hương mà lúc đấy mình bỏ qua cái lòng sĩ diện, mặc dù ở Việt Nam chắc chắn là mình sẽ không làm những công việc đó đâu tại vì là mình có cái lòng sĩ diện mà, thế nhưng mà sang đây thì bắt buộc mình cảm thấy là mình cần phải trưởng thành hơn, nên là mình đã nghĩ là kể cả những công việc đấy mình sẽ làm thôi đấy. Thì mình có nói như vậy nhưng ông có cười và ông bảo ok và để lại số điện thoại ông ấy, sau này ông sẽ gọi lại. Thì mình cũng thấy mọi người nói với mình rằng là nếu trong nhà phỏng vấn xong mà người ta bảo để lại số điện thoại đã gọi lại thì là người ta có ý định nhận mình. Đúng rồi. Mình cũng gọi là có niềm tin. Và trước khi về ông có hỏi mình là thế bao nhiêu tuổi và có biết uống rượu không, thì mình cũng bảo là mình không, nhưng mình uống trà được. Xong mình duy nhất mình biết một loại trà bên Nhật đó là trà oolong mọi người ạ, oolong trà mọi người chắc biết đúng không. Thì mình có biết vào trong cái phần phiên dịch ấy, mình nói rằng là oolong trà thì mình uống được, tôi uống được đấy kim mắc sự, tức là mình chỉ nói được những cái câu katakoto, những câu nó rất là ngắn chúng không á, chứ không có biết nói nhiều tiếng Nhật, lúc đấy tiếng còn kém. Thế sau đó thì mấy hôm sau thì cũng thấy ông người Nhật gọi điện đến là mình không biết tiếng, mình cũng cho em họ mình nghe nhờ nghe hộ, thì hóa ra là ông cũng rủ mình đi chơi mọi người ạ. Ông cũng rủ mình đi chơi, ông ấy rủ mình đi ăn, với lại ông ấy rủ mình đến quán. Thì lúc đấy tự nhiên bản thân nghĩ không biết là có nên đi không, nhưng mình cảm thấy nó hơi nguy hiểm ấy. Nên là mình đã quyết định là mình không không đến cái quán đó nữa, và mình cảm thấy nguy hiểm mình không đi đấy. Và sau đó thì mình lại tiếp tục một công việc khác của mình, cũng xuyên suốt mình đi xin công việc của Hacken, tức là công việc làm tạm thời của một công ty nhân lực ấy, giống như ở Việt Nam ấy, nó để mình đi công ty nào thì mình phải đi ấy. Và cái công ty đó cái thời điểm đó mình cũng phải phỏng vấn 6 lần mà vẫn trượt đấy. Sau đó thì em họ của mình có giới thiệu mình vào một công ty cơm hộp, tuy nhiên phỏng vấn mình không đỗ đấy, là làm gọi là bay tổ chính thức, nếu mà được vào thì rất là oai đấy mọi người, hơn là việc mà mình bị đi hắc kèn mà bị đẩy đi đây đó, mình sẽ không được như là bay tổ chính thức. Thế cho nên là sau bao nhiêu tháng ròng rã mình cũng không có xin được việc quán mà mình cũng chẳng làm được ở đâu cả, thì bỗng nhiên đến một ngày cái công ty nhận làm bay tổ chính thức ấy, nó gọi điện cho mình mà đi làm. Và cùng ngày đó thì mình nghĩ chắc là hai công ty đó đều là một ấy, cho nên là nó tức là nó đều cử người đi một chỗ, cho nên nó đều thiếu người vào hôm đó. Và công ty Hacken đấy cũng là một cái nơi khởi điểm của mình đấy, thì là khởi điểm công việc nhân lực của mình và cũng mời mình đi làm buổi đầu tiên.
Thì buổi đầu tiên mình nói thật là mình đi làm 2 ngày, tức là ngày đêm xong lại đến ngày, tức là uống rất là nhiều cà phê, cảm giác như cái chuyền nó chạy mình không nhìn thấy gì luôn. Thì đến ngày hôm sau đến sáng ấy, thì mọi người đến là xếp hàng đi làm hắc cành, như nói là như vậy đó đấy. Thì mọi người không biết tiếng, thì lúc đấy mình cũng đã ở Nhật khoảng một thời gian ngắn ngắn đấy, và mình cũng cảm thấy rất là cay cú, không có biết là không biết tiếng, nên là ảo một chút. Thế là mình cũng phiên dịch cho mọi người. Vô tình hôm đấy có một bác người Nhật, không phải là bác đâu, anh rất là trẻ đấy, thì anh ấy có nói với mình rằng là sang Nhật lâu chưa và nghĩ thế nào về cái công việc quản lý này kia. Thì anh cũng đã sắp xếp cho mình, anh ấy nói rằng mình cũng gọi là có cố gắng ấy, nên là anh ấy bảo mình hãy làm thử công việc làm quản lý đấy. Thì từ giây phút đấy là mình bắt đầu cái công việc đầu tiên và lâu dài nhất của mình, đó là làm quản lý cho một văn phòng hắc kèn, tức là quản lý nhân lực đấy. Hàng ngày thì quản lý đến 70 100 người, hôm 40 người, hôm 60 người, tức là mình quản lý một cái xưởng đấy. Và sắp lịch thì mình thường là mình hay rất là hay lấy số điện thoại của mọi người, mình biết rằng mình vào một cái là mình đã đánh giá được à, công ty này tại sao lại thiếu người và làm cách nào để có thể bù đắp cái sự thiếu hụt nhân lực đấy. Thì mình bắt đầu tìm cách và nghĩ cách, và mình cũng đã giải quyết giải đáp được cái đó, và mình cũng được rất là nhiều người kính trọng. Thế nên là thực ra là cái công việc đó nó cũng là một cái nơi mà để mình học hỏi rất là nhiều. Và những cái bác mà làm xã in chính thức ở trong công ty ấy, hoặc là những bác giám đốc điều hành làm ở trên văn phòng đấy, hoặc là kế toán, thì cũng dạy mình rất là nhiều tiếng Nhật, chính vì là cái môi trường làm ở văn phòng cho nên là để mình học được rất là nhiều thứ. Và sau đó một thời gian thì mình cũng được bạn mình nói rằng là quán đang tuyển và tuyển mình đi làm đấy. Thì mình cũng được làm quán đúng như cái ước mơ của mình, đó là được làm quán, được đội mũ, rồi được cái đeo cái tập về đó đấy. Và cái thời điểm mình đi làm ở trên văn phòng cơm hộp ấy, mọi người rất là ngưỡng mộ mình, bởi vì mình có nhỏ lắm, mình có 1m45 thôi à đấy, cho nên là mọi người bảo wow em bé này nhỏ mà đã được làm quản lý cái kia, cảm giác rất là ê đây. Thì lúc đấy là tuổi trẻ mà mọi người đấy. Sau đó thì một thời gian sau thì cái công việc đấy nó cũng đã ổn định, và mình cũng làm 2 việc, và mình cũng vẫn sắp xếp một tuần là mình sẽ phải nghỉ vào một buổi nào đó để mình đi xem phim hay đi mua sắm với cả các chị và với các bạn ấy đấy. Vẫn sắp xếp ổn thỏa công việc, và bắt đầu đến 2 năm sau bắt đầu mình mới để dành ra một chút, và mình để chuẩn bị cho cái việc học ấy. Mình luôn luôn là chuẩn bị trước, thứ nhất là tiền đi chơi này, tiền học này, và tiền ăn là sẽ như thế nào. Tuy nhiên là qua 1 năm thì mẹ mình vẫn hỗ trợ cho mình, bởi vì là lúc đấy mình không kiếm ra tiền đó mọi người đấy. Sau vào bắt đầu mình kiếm ra tiền, bắt đầu công việc ổn định, mình bắt đầu sắp xếp thời gian công việc nào thứ mấy, và mình không có làm đêm mọi người. Thứ nhất là cái việc làm cơm hộp ấy, thì sau một thời gian mình làm đêm, nhưng mà đêm mình vẫn được ngủ đấy. Thực ra là đêm mình chỉ quản lý một lúc buổi tối thôi, và buổi đêm thì mình vẫn được ngủ ở công ty, cho nên là cũng không tính là làm đêm, vẫn được nhận lương nhé đấy. Nên là công việc này nó cũng giúp mình rất là nhiều, giúp cả về trong học tập cũng như là trong cuộc sống, chi phí sinh hoạt rồi để ra một chút để lên đại học đấy. Thì cái quá trình của mình học đại học thì nó rất là dài, nó rất là gian nan, nên mình sẽ không kể, tại vì mình cũng sắp hết thời gian nên hôm nay mình chỉ có một chút thời gian để tâm sự mọi người thôi. Thì sau khi mình đã được tiếp theo nha, sau khi mình đã được nhận vào làm quán thì cái ước mơ của mình đã đạt được rồi, mặc dù làm quán nó cũng rất là nhiều cái gian nan đấy mọi người ạ, thì cũng là cùng người Việt Nam rồi cũng rất là nhiều vấn đề xảy ra, tuy nhiên là mình cũng đã quen, và mình được rất là nhiều khách hàng quý, và người ta còn cho mình tiền cho bánh kẹo tại vì mình rất là nhỏ ấy. Đấy, và cũng ở cái nơi đấy mà mình quen được bố mẹ nuôi mình hiện tại, là người mà đã quen mình mấy chục năm rồi đó. Đấy, và sau khi đạt được 2 công việc như vậy thì mình quyết định là mình sẽ lên một bước mới, đó là mình ước mơ mọi người, ước mơ là thấy mọi người mặc vest đi làm, thấy người Nhật rất là lịch sự, mình ước mơ mình cũng được như vậy. Thì vô tình một công việc có đến với mình, đó là công việc làm lễ tân khách sạn, và mình ôi mọi người không biết đâu, mình phải dậy từ 4 giờ sáng và mình phải trang điểm này kia, nghĩ thì có vẻ đẹp đấy, thực rất là nó rất là gian nan đấy mọi người ạ. Thôi hôm nay mình chỉ nói đến đây thôi, đấy là những cái ước mơ rất là nhỏ của mình. Ban đầu là mình ước mơ được làm quán, chỉ làm nhân viên phục vụ bàn của bên Nhật thôi, sau đó là mình đã được làm văn phòng vô tình đấy nhá. Và cái công việc văn phòng đấy nó khiến mình có động lực học tiếng Nhật hơn, trau dồi tiếng Nhật hơn. Sau khi mà mình đạt được nó thì mình bắt đầu ước mơ là mình sẽ được làm văn phòng này kia, hoặc là những công việc mà được mặc quần áo vest đi làm này kia thì mình cũng đã đạt được. Đấy, đấy là những công việc mình đã trải qua sau khi ở Nhật.
Là thôi bây giờ cũng đã nói chuyện mọi người cũng khá là dài rồi, thì mình xin được dừng cuộc nói chuyện đây, khi nào có thời gian mình sẽ tâm sự mọi người sau nhá. Chúc các bạn ở Nhật luôn mạnh khỏe may mắn.